Chết cha mình. Ủa sao không cho đây luôn? Để có hai cây à. Để mai đây. Mai, rồi. Mai đem có. Ước nguyện gì đây? Đi chị. Bây giờ ăn hết cây màu đỏ rồi. Sao anh hết được cây đấy? Bây giờ anh không. Bây giờ thì ngậm đâu hết đâu. Đang kiểm tra tiếng Việt đâu. Rồi hỏi em. Rồi hãy đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, come. Thầy kỳ đến nhà bắt. Hãy đi. Bắt Nhung hả?